Vâng, hello, xin chào các bác và các bạn quay trở lại đến với video tiếp theo trên kênh BB Núi nhé. Và hôm nay em lại giới thiệu cho các bác một em sám, dòng cọc sám bạc má các bác nhé. Đó, dòng cọc sám bạc má. Em này dòng đuôi thỏ và tai đã dựng lên rồi, em này dính cái. À, cọc sám hồng nhé, các bác nhé, dạng sám hồng. Đấy. Em này chặng được khoảng 2 tháng. Cái em này thì tầm khoảng 3 đến 4 kg rồi các bác nhé. Tầm hơn 2 tháng già chó rồi. Còn em cọc đuôi thỏ. Nhìn đuôi rất là chất các bác nhé. Em này tai thì gần dựng đứng rồi. Tai lên tự nhiên. Cọc xám sẽ đính cái các bác nhé. Vâng, các bác mà yêu thích em này thì đừng quên liên hệ số điện thoại trên video các bác nhé. Và các bác thấy video chụp cún đẹp thì đừng quên nhấn like và chia sẻ video cho người cùng xem. Và bác nào mới xem có thể ấn nút đăng ký kênh và bật chuông để theo dõi video mới nhất các bác nhé. Kỹ năng đánh hơi rất là tốt. Đây, mày em cún đây này. Mày em cún. Thì rất dài. Cũng là dòng cọc, em là cọc thỏ, cũng là cọc thỏ, nhưng mà em con thì dài hơn. Nào. Em này tai rất bé nhé, các nhé. Tai bé và nó có đôi mắt nâu này. À, đôi mắt nâu, chân trắng, dáng người rất ok. Dáng người thon nhé các bác nhé. Đây, chân thon, chạy rất là tít luôn. Đây, tai đang bênh lên hẳn rồi đấy các bác nhé. Mạn này là huyền đề một chân các bác nhé. Đấy, có huyền đề đúng một chân thôi. Duy nhất có một chân huyền đề. Nhìn rất là thân thiện các bác nhé. Đây, kiểm tra lưỡi cho các bác cùng xem này. Em này dòng lưỡi hồng. Đấy, xám lưỡi hồng các bác nhé. Và các bác nhìn đây nhé. Đấy, phía chân này có một chân sau là huyền đề một chân nữa các bác ạ. Đấy. Đấy, có một huyền đề thôi. Đấy. Một chú cú nó hơn một cọc. Độc huyền đề. Độc huyền đề. Đấy, chạy rất tít luôn. Rất là thân thiện luôn. Rất nghịch. Đấy, màu xám này phải nói là cũng rất là hiếm gặp các bác nhé. Đấy, xám đá thì còn thi thoảng gặp, nhưng mà em này thì lâu lâu mới gặp một lần này. Đấy, xám gọi là dòng xám hồng bạc má. Nhìn các bác nhìn cái màu lông nó hơi nâu nâu hồng hồng đấy các bạn. Đấy, nói chung là nâu hồng. Đấy. Màu nâu và đôi mắt cũng là màu nâu. Đấy. Dòng đuôi thỏ. Đấy, đuôi này là mừng chủ rất là thích đây. Đấy, nó ngoe ngoải thế này. Đấy, mới thích thì quá ạ. Đó. Em này chuẩn bị cai sữa đây. Nên là đấy, mẹ thì gầy còm. Vì giờ này nó đang bú khỏe các bạn. Bú khỏe, con mẹ gầy lắm. Cút, cút.
nhanh. Bạn này chân đi nước kiệu nhá. À, có vẻ phản xạ là rất là tốt. À, đang nghe ngóng tình huống này. Đấy. Chạy rất tít luôn. À, tình trạng là rất khỏe mạnh. Quay. Nào, nhanh nào. Rất nhanh các bạn ạ. Đấy, chạy rất nhanh. Cái soi gương của vâng, video của em đến đây là kết thúc nha. Các bác thấy chú cún dễ thương, đáng yêu và nhanh nhẹn thì đừng quên nhấn like và chia sẻ video này cho mọi người xem các bác nhé.
Vâng, bác nào mới xem có thể ấn nút đăng ký kênh, bật chuông để theo dõi video mới nhất. Một lần nữa xin hẹn gặp lại các bác vào những video tiếp theo. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bác nhé. Bye bye.